Mẹ cậu về thì sao? Không phải sợ đâu. Yêu nhau ai chẳng làm thế. Tớ xem trên phim nhá, người ta làm thích cùng. Sao cậu biết? Đừng nghe người ta nói thế. Người ta bảo nhá, làm sướng lắm. Anh ơi, hôm qua nó phải gọi là phê đền đẹp luôn. Em ý nhá, đã xinh, lại còn ngon, lại còn non nữa. Nhất mày, em đấy ngon nhất lớp còn gì. Chuyện, anh em là ai, đủ ngon ấy, em phải được dùng. Này, hôm nào thiết kế cho anh phát. Em chơi chưa chán, chưa cho anh được. Anh cứ đợi em chơi chán đi đã. Này, mày nói thế là mất tình anh em đấy. Thế thôi, nghỉ đi. Thôi được rồi, anh thích gì em chiều anh. Mày hứa đấy nhá. Anh yên tâm, mặt em tín như này, anh còn phải lo. Được. Em đã hứa là hứa. Được. Bố trí sớm ra anh nhé. Này này này, chị vui. Em nghe nói con Ly là chị nó yêu con nhà bà Mai đúng không? Sướng thế, yêu đúng con một còn gì. Này, thằng đấy nhá, là cậu chủ nhỏ, nhà nó giàu lắm. Mà con Ly nhà chị về, không khéo chỉ xu tiền trọ thôi. Làm gì có chuyện đấy hả cô? Con nhà tôi nó còn nhỏ mà. Ôi giời ơi, gớm mà nữa. Hai đứa nó yêu nhau cả khu này biết. Mà nghe nói 5 năm với nhau rồi đúng không? Nhất chị đây. Này, cái ngữ con gái như thế không đủ tiêu chuẩn để làm con dâu nhà này đâu. Bà vui. Có chuyện gì hả bà? Bà về bảo với cái đứa con gái hư thân mất nết nhà bà ấy là đừng có bám theo thằng con trai tôi nữa. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đũa múc là trời mâm son á. Bà yên tâm, nhà tôi biết thân biết phận nhà mình mà. Nhưng mà bà cũng về bảo với con trai bà, đừng có đến tìm con gái tôi nữa. Cháu nó còn nhỏ, nó còn phải học. Này, nhà tôi ấy cũng không thèm làm người nhà với nhà bà đâu nhá. Cho dù thằng con trai nó có mù ấy thì nó cũng không lạc vàng đến khu nhà bà đâu. Mà nói nhanh cho nó vuông nhá, con trai tôi đó chỉ đang thương hại mẹ con nhà bà thôi. Đừng có ở đây mà lên mặt. Nhà tôi tuy nghèo nhưng mà cũng có lòng tự trọng. Tôi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Tôi sẽ tự quản con gái nhà tôi, bà yên tâm. Nói thế thì còn nghe được. Về bảo với con gái bà ấy, đừng dở mấy cái trò bẩn thỉu mà bám vào nhà tôi, không có cửa đâu. Sao? Tự đi mà giải quyết. Đó là của anh mà. Này, không đổ vỏ nhá. Còn nếu mà cô muốn xin tiền tôi ấy thì ok, để tôi bảo mẹ tôi không lấy tiền trọ cô tháng này nhá. Anh đừng có mà vô trách nhiệm như thế. Thài vô trách nhiệm quen rồi. Với cả bỏ bộ mặt giả tạo đi. Anh hứa anh sẽ cưới em mà. Thằng quái nào trên giường chẳng nói thế. Thế mà cũng tin. Thôi tự giải quyết đi nhá. Này, mẹ làm đi, con làm đi, con bày đặt thanh cao á. Mày mau cút đi, cút tao đánh chết bây giờ. Cút đi, đồ vô học. Bà nói tôi vô học á? Mẹ con bà thì có học,
có học mà toàn chửa hoang á. Đây, hay là thèm hơi dai, thèm tiền đi, gọi thằng này, thằng này trả đàng hoàng nhá. Mày, nó nói đúng rồi đấy, hai mẹ con bà ấy một ruột như nhau. Thôi, tôi về nhá, khi nào cần tiền ấy cứ gọi. À, tốt nhất ý là hai mẹ con bà cuốn xéo ra khỏi nhà tôi, đừng có làm mà ô uế mất hết thanh danh của cô vợ nhà tôi ra. Bà đuổi mẹ con tôi á, tất cả là tại con trai của bà mà. Thằng con trai tôi thì sao? Thằng con trai tôi nó ngoan hiền, chẳng qua ấy là nó bị con gái bà dụ dỗ thôi. Mà ấy, tôi nói cho bà biết này, nhà bà với nhà tôi ấy không môn đăng hộ đối với nhau đâu, cho nên là bớt ảo tưởng, bám vào nhà giàu đi. Cái tiền phòng trọ tháng này ấy, coi như tôi bố thí cho mẹ con nhà bà đấy. À, cho nên cầm lấy, đi giải quyết cái thai đi, đừng có dùng đứa bé mà đeo bám con trai tôi nữa, hiểu chưa? Bà mau bảo nó giải quyết cái thai đi, nếu không ấy tôi gọi người đến đấy. Tôi không cần số tiền này, bà hãy cầm về đi. Ô, thế lại chê tiền à? Những cái đứa mà chê tiền ấy chỉ là những đứa ngu thôi. Phòng 8, 1,5 triệu đã thanh toán. Phòng 9. Mẹ ơi, ui hôm nay nhìn mẹ xinh thế. Mẹ, cho con xin ít tiền đi ăn sinh nhật nhá. Này, mày ăn chơi nó vừa vừa thôi con ạ. Cái chuyện cái ly hôm trước ấy là một bài học cho con rồi đấy. Gì chẳng phải là mẹ thuê giang hồ, mẹ ép nó bỏ thai với cả mẹ ép nó bỏ học còn gì. Thôi mà mẹ, đi cho con xin một tí tiền thôi. Nhá. Mẹ nhá. Thôi bố anh nữa không phải nệ. Đi cho con một ít thôi. Đây, mà làm cái gì cũng phải chú ý nghe chưa? Dạ vâng ạ. Chào gia đình. Chào đồng chí công an. Đồng chí công an đến đây có việc gì đấy ạ? Tôi đến mời anh Tùng lên cơ quan làm việc. Đây có giấy triệu tập đây. Mời anh Tùng đi với tôi. Ông cứ đi với tôi đi. Cho anh vào đi vệ sinh nhá. Này, anh đừng có mà lừa em nhá. Em biết thừa mấy cái mánh khóe của anh rồi đấy. Anh không lừa, anh nói bụng thật. Anh thề. Đi vào mình đi vệ sinh một tí thôi, xong ra luôn. Thật không? Anh thề, anh hứa anh đảm bảo. Anh hứa là em mới vào đấy nhá. Nhanh đi vào, anh nói bụng quá. Đi. Tớ. Sao? Gì? Nhanh đau bụng. Anh, đừng, từ từ đã. Sợ cái gì? Yêu nhau ai chả làm thế. Có anh đấy rồi, nhá. Nhưng mà mẹ em biết, mẹ em gì em chết đây. Mất ca hứng. Không yêu ấy thì đừng lôi mẹ vào đây. Chia tay đi. Yêu thật lòng mà em không chiều anh. Chỉ là em hơi sợ một tí thôi. Đừng sợ, có anh đây rồi nhá. Anh đã bảo rồi, thử thì không thử. Xong bây giờ có ra bực cả mình. Thử cái gì mà thử? Em biết trước được là em sẽ có bầu à? Cơ thể của em mà em cũng không biết. Đi phá thai đi. Cái gì? Đợt trước bảo đeo bao thì không thích. Số
Tôi bây giờ cố anh ra. Em không cần biết, em không bỏ. Đấy là con của cả em và anh. Anh phải có trách nhiệm. Trách nhiệm, ok. Thế bây giờ phải làm gì? Em có bầu cũng được 3 tháng rồi. Chẳng lẽ anh không muốn cưới em à? Không phải là anh không muốn cưới em, nhưng mà bây giờ bọn mình còn quá trẻ, công việc của anh còn chưa xong. Bây giờ cưới nhau về thì lo kiểu gì? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ bỏ cái thai này. Đi về nói chuyện với mẹ nhé. Đi. Hai đứa đấy à? Mẹ, con đang định dẫn bạn con về gặp mẹ ạ. Thôi tiện ở đây thì mẹ nói chuyện luôn, khỏi phải về. Lát mẹ đi có việc. Thế nghe nói cháu có bầu rồi à? Dạ. Sao mày dại thế hả cháu? Thế nào mà để có bầu ra thế? Còn cái thằng này nữa, mẹ dạy mày mãi rồi, chơi bời thế nào mà để cho nó có bầu ra thế? Thế thôi, có bầu rồi thì gia đình bác cũng chấp nhận. Kẻo thiên hạ lại bảo nhà bác thất đức. Thế để cháu về cháu thưa với bố mẹ ạ. Ừ, thế bác cũng nói luôn. Theo phong tục quê bác ấy, là từ trước đến nay là nhà gái lo toàn bộ sính lễ và tiệc cưới. Nhà bác có đâu chỉ có 100 người thôi nhở. Nên thôi tổ chức ở tại khách sạn luôn cho tiện. Bác đang đùa cháu đây đúng không? Ơ cái con bé này, bác đùa là đùa thế nào? Thế chuyện mày có bầu thì có đùa không? Phong tục quê bác ấy, là có bầu là có khi còn bị cạo đầu bôi vôi, rêu rao khắp làng ấy. Như bác ngày xưa chửa thằng Tùng mãi mới thoát được đấy. Thôi cháu cứ về nói chuyện với bố mẹ cháu nhá. Chịu thì chịu, mà chả chịu thì giải tán sớm đi, để cho con bác nó còn đi lấy vợ môn đăng hộ đối. Thôi khỏi ạ, cháu không cần nữa. Con bé này biết điều ấy nhở. Thế thôi nếu mà sinh con thì đừng có trách nhà bác là thất đức nhá. Không đến lúc lại đến ăn vạ nhà bác. Bác yên tâm, dù cháu có đi làm ăn mày ăn xin ý, cháu cũng không bao giờ lết đến cửa nhà bác để xin đâu. Con này ghê gớm nhở. Anh bọn dở ạ, mày ngu thế, mãi mới đuổi được nó đi. Cái phi con nhà ông chủ tịch còn đang chờ mày đấy. Muốn làm thế nào thì làm, đừng có để mẹ mất mặt đấy. Alo, mẹ biết rồi. Con chơi với bà ngoại ngoan nhá. Rồi, mẹ yêu con. Ô, Hà, vẫn làm nhân viên bưng bê à? Hết là làm công nhân rồi làm nhân viên. Cuộc sống của anh dạo này cũng ổn nhỉ? Cuộc sống tôi ổn mà. Dù gì thì tôi cũng là con rể của bí thư xã. Cuộc sống sướng á, chả phải làm gì cả. Chỉ việc ăn thôi, với chỉ cả chơi, hết. Đứng được ra đó làm cái gì? Con nó khát sữa, nhờ anh mua mỗi hộp sữa mà cũng không xong à? Anh còn làm được cái chuyện gì nữa? Đây, bây giờ đang định vào mua chọn. Hay là không phải là con anh nên là anh không sót? Con nó làm gì thích uống cái sữa này anh không biết à? Anh biết rồi, anh sẽ nhớ được chưa? Sao phải cáu lên như thế? Anh nên nhớ, mẹ con nhà anh đang ăn nhờ đậu nhà tôi đấy. Liệu mà sống cho tốt vào. Này, chủ quán, tính tiền. Cô hết 52.000. Đây, không cần phải thối lại. Đứng thực ra đấy làm cái gì? Ra lấy sữa rồi đi về. Về nhà ấy, con nó mà khóc lại biết tay với tôi. Anh đợi ở đây đi, tôi đi lấy sữa cho. Này,
Thế còn con? Anh còn có tư cách nhắc đến con à?